Mình sẽ quay cung đường từ dưới chân vào chữ Thằng về đến chùa Phật Nhỏ cho các bạn xem nhé. Đây, đầu lên xe, let's go. Cho bà con mình ở xa không đi nữa, không đi núi được cũng có thể nhìn ngắm lại con đường quen thuộc nha. Là dàn xuống các bạn đó, đang có cháy đó. Phép ở đây là vườn quýt nhóc luôn, đây nguyên một vườn quýt nha các bạn.